đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian hóa thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 6 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Phát thanh hôm nay có bài Thành phố Châu Đốc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công của cơ quan hành chính nhà nước. Trước hết kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Sáng ngày 14 tháng 6, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc Đinh Giang Bảo đã đến thăm tặng quà chúc mừng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường Châu Phú B, phường Vĩnh Mỹ và xã Vĩnh Châu nhân kỷ niệm 83 năm ngày Đức Quỳnh Giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Tại những nơi đến thăm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đinh Giang Bảo thay mặt đoàn công tác thăm hỏi sức khỏe các vị chức sắc và bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong việc cùng chính quyền địa phương chăm lo an sinh xã hội tại địa phương trong thời gian qua. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đinh Giang Bảo mong muốn ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội, làm tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, đồng hành cùng thành phố, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng quê hương Châu Đốc ngày càng giàu đẹp văn minh nhân kỷ niệm 83 năm ngày Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Châu Đốc Đinh Giang Bảo chúc bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đón đại lễ vui tươi, an lành, hạnh phúc. Chiều ngày 14 tháng 6, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Châu Đốc Trần Quốc Tuấn dẫn đầu đoàn công tác thành phố đã đến thăm và tặng quà các ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhân kỷ niệm 83 năm ngày Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo đoàn đã đến thăm và tặng quà ban trị sự giáo hội Phật giáo Quả Hảo phường Châu Phú A và phường Vĩnh Quân. Tại các nơi đến thăm, thay mặt đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Trần Quốc Tuấn đã ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc mừng đến các ban trị sự giáo hội Phật giáo Quả Hảo nhân kỷ niệm 83 năm ngày Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật Giáo Quả Hảo, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của bà con tín đồ Phật Giáo Quả Hảo, không ngừng cống hiến xây dựng thành phố Châu Đốc phát triển. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh COVID-19, Ban trị sự các cấp đã cùng chính quyền địa phương vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch cũng như ủng hộ tiền và hiện vật trong công tác phòng chống dịch ở địa phương. Đồng chí cũng khẳng định, những hoạt động từ thiện xã hội của các ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo và đồng bào có đạo thời gian qua thể hiện tính nhân dân sâu sắc theo giáo lý chân truyền của Phật giáo Hòa Hảo và tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, xây dựng bảo vệ tổ quốc ngày càng vững mạnh. Trong thời gian tới, đồng chí mong bà con tín đồ tiếp tục có những đóng góp tích cực hơn nữa Do sự phát triển của địa phương. Lãnh đạo thành phố và các phường sẽ tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để người dân theo đạo Phật giáo Hòa Hảo đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt các hoạt động đạo sự gắn với các hoạt động từ thiện xã hội. Ngày 14 tháng 6, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh An Giang tổ chức tập quấn bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật hình sự đối với Công an cấp xã năm 2022 cho lực lượng Công an các phường xã trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Tại buổi tập quấn, các cán bộ chiến sĩ được triển khai một số nội dung về công tác bảo vệ hiện trường, chụp ảnh, vẽ sơ đồ nơi xảy ra vụ việc. Qua đó, nhằm trang bị kiến thức cơ bản về kỹ thuật hình sự và quy trình thực hiện công tác kỹ thuật hình sự cho lực lượng công an cấp xã theo quy định của pháp luật để nhanh chóng xác định khoanh dùng, phân loại hiện trường các vụ việc mang tính hình sự nói chung và một số hiện trường cụ thể thường gặp tại địa phương nói riêng để có phương án triển khai công tác bảo vệ hiện trường phù hợp, hiệu quả khoa học, đồng thời thực hiện tốt chế độ báo cáo về vụ việc có liên quan xảy ra trên địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Châu Đốc trong tình hình mới. Ngày 14 tháng 6, Hội Liên nghiệp Phụ nữ xã Vĩnh Châu tổ chức lễ bàn giao nhà máy ấm tình thương cho hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Các nhà được bàn giao cho hộ bà Võ Thị Giào, ngụ ấp Mỹ Thuận, xã Vĩnh Châu. Các nhà có diện tích 92,5 m2, nhà có kết cấu vách tôn, mái tôn nên lót gạch men, kinh phí xây dựng 63 triệu đồng. Trong đó ông Quang Chí Cường, công ty QXQ INC California, Mỹ hỗ trợ 50 triệu đồng. Phần còn lại, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Châu vận động hỗ trợ thêm. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện được tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách giúp đỡ ủng hộ các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã qua đó giúp họ tiếp tục dâng lên vượt qua khó khăn trong cuộc sống tích cực tham gia các phong trào do tổ chức hội và địa phương phát động Sáng ngày 14 tháng 6, Quỹ ban nhân dân phường Châu Phú B kết hợp đội quản lý trật tự đô thị thành phố, đội thanh tra giao thông số 2 ra quân lập lại trật tự lòng lề đường dưới hè trên các tuyến đường Thủ Khoa Quân, Nguyễn Văn Thoại, Lê Lợi, phường Châu Phú B. Trong ngày ra quân, các lực lượng chức năng đã kết hợp công tác tuyên truyền, nhắc nhở trường hợp các hộ gia đình cá nhân kinh doanh tự tháo dỡ các công trình, biển báo, pano áp phích, mái che, liều quán, bàn ghế, dù, di dời các vật lấn chiếm dễ hè hành lang an toàn giao thông theo quy định. Song song với công tác tuyên truyền để người dân chấp hành, các lực lượng chức năng tổ chức ký cam kết đối với các hộ dân, nhất là các hộ kinh doanh, hộ nằm dọc hành lang các tuyến đường, không lấn chiếm hành lang dễ hè để sử dụng cho mục đích mua bán hàng hóa, bán hàng dọc tuyến đường thực hiện nghiêm các quy định về trật tự đô thị. Qua đó, tạo cảnh quan đường phố thông thoáng sạch đẹp, đảm bảo lối đi cho người đi bộ trên các tuyến đường, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị, gắn kết chặt chẽ với thực hiện tốt kế hoạch tuyến phố văn minh, phường văn minh đô thị. Theo thống kê của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 121 ca sốt xuất số huyết, xuất hiện hầu hết ở các phường xã, tăng 86 ca so với cùng kỳ. Có hơn 77 ổ dịch tăng 60 ổ so với cùng kỳ năm 2021. Những địa phương có số ca mắc cao như phường Lũ Sam, phường Châu Phú B, phường Vĩnh Mỹ, so với số ca mắc trung bình 5 năm gần nhất 2015-2020, thì số ca mắc trong năm hiện tại tăng. Dự báo trong thời gian tới, số ca số số quyết có xu hướng gia tăng, bùng phát mạnh nếu như không triển khai quyết liệt các hoạt động phòng chống dịch. Để hạn chế thấp nhất nguy cơ dịch số số quyết bùng phát, Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc phối hợp chặt chẽ, ban chăm sóc sức khỏe nhân dân các địa phương của thành phố, tăng cường công tác vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng và phun hóa chất dập dịch diện rộng, chủ động tại các khu vực có nguy cơ cao. Đồng thời tiếp tục công tác giám sát phát hiện và xử lý sớm, có hiệu quả từng ổ dịch số xuất huyết khi phát hiện, không để bùng phát dịch, góp phần bảo vệ tốt sức khỏe cho nhân dân. Ngày 14 tháng 6, Trạm Y tế xã Định Tế phối hợp trường Trung học cơ sở Nguyễn Sinh Sắc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh tham gia chào buổi khám sức khỏe các em học sinh được khám răng miệng mắt cân đo chiều cao khám ngoài da qua đó các em học sinh được tư vấn và có kiến thức về phòng chống một số bệnh thường gặp ở lứa tuổi học sinh như cận thị công vẹo cuộc sống bệnh răng miệng dinh dưỡng theo lứa tuổi khám sức khỏe định kỳ cho học sinh là hoạt động quan trọng của y tế học đường nhằm giúp ngành y tế nhà trường và phụ huynh nắm được tình trạng sức khỏe phát hiện sớm những nguy cơ bệnh lý để có kế hoạch chăm sóc sức khỏe học sinh giúp các em học tập rèn luyện tốt với những giải pháp thiết thực, nhiều năm qua công tác tiêm chủng mở rộng trên địa bàn xã Dinh Tế được duy trì nề nếp, chất lượng tiêm chủng không ngừng được nâng lên. Trong 6 tháng đầu năm, trạm y tế xã Dinh Tế đã thực hiện tốt việc tiêm chủng mở rộng với tỷ lệ tiêm chủng đủ liều đạt trên 90%, tiêm thuốc VAT cho phụ nữ 15 đến 35 tuổi và phụ nữ mang thai đạt 80%. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên nhận thức của người dân về Tiêm chủng mở rộng được nâng lên rõ rệt. Phần lớn các gia đình có trẻ trong độ tuổi tiêm phòng đều hưởng ứng tích cực. Người dân đã ý thức hơn trong việc đưa con em mình đến trạm y tế để tiêm chủng đầy đủ, phòng tránh các bệnh truyền nhiễm. Để nâng cao hiệu quả công tác tiêm chủng mở rộng những tháng cuối năm 2022, trạm y tế xã phối hợp ban ngành đoàn thể xã tích cực tuyên truyền đến người dân về lợi ích của tiêm chủng. Qua đó, từng bước thay đổi nhận thức hành vi của người dân đối với công tác tiêm chủng góp phần phòng chống hiệu quả các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bảo vệ tốt sức khỏe nhân dân. Ngày 22 tháng 5 năm 2022 vừa qua, hệ thống trung tâm Anh ngữ quốc tế Âu Việt Úc đã tưng bừng khai trương chi nhánh tại số 172 Thủ Khoa Quân, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc với hơn 12 năm đồng hành trong hành trình đào tạo tiếng Anh chuẩn quốc tế, được tín nhiệm của hơn 10.000 phụ huynh và học sinh tinh chọn. Trung tâm Anh ngữ quốc tế Âu Việt Úc, chi nhánh Châu Đốc, thông báo tuyển sinh chương trình hè 2022 như sau. Các lớp tiếng Anh phát triển trẻ một cách toàn diện dành cho các em học sinh mầm non, tiếng Anh chứng chỉ Cambridge cho học sinh cấp 1 và cấp 2, tiếng Anh giao tiếp dành cho người đi làm và tiếng Anh chuẩn quốc tế IELTS, TOEIC, dành cho học sinh cấp 3 và có định hướng du học. Khi đăng ký chương trình hè, các em học viên được tham gia trại hè miễn phí học bổng trị giá 3 triệu 120 nghìn đồng. Khóa học giúp cho các em phát triển sự sáng tạo, kỹ năng đọc sách, trải nghiệm sống khỏe, trải nghiệm các dự án khoa học và một ngày du lịch và khám phá với giáo viên bản xứ. Tại trung tâm Anh ngữ quốc tế Âu Việt Úc, thầy cô đồng hành không chỉ giúp các em giỏi tiếng Anh chuẩn quốc tế mà còn trang bị những kỹ năng cần thiết cho tương lai. Phụ huynh vui lòng liên hệ trung tâm và ghi danh trước ngày 5 tháng 7 để nhận được gói quà tặng và ưu đãi mùa hè. Liên hệ trung tâm Anh ngữ quốc tế Âu Việt Úc, địa chỉ số 172, đường Thủ Khoa Quân, đầu lộ 2000, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang điện thoại hỗ trợ 02963533666, hotline 0914636763. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn. Thời gian qua, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố tiếp tục được đẩy mạnh, hỗ trợ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố, công tác quản lý chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan đơn vị địa phương, cải tiến môi trường và phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ công chức viên chức theo hướng hiện đại, tăng năng suất lao động và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Theo đó, Hạ tầng công nghệ thông tin thành phố được nâng cấp đáp ứng nhu cầu phục vụ lãnh đạo chỉ đạo điều hành được an toàn thông suốt. 100% cơ quan phường xã được đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin, lắp đặt hệ thống mạng nội bộ. 100% cán bộ công chức có máy tính kết nối internet phục vụ công tác chuyên môn. Hiện nay, người nộp thuế có thể thực hiện kê khai thuế, hoàn thuế điện tử đối với các thủ tục hành chính đã được đáp ứng dịch vụ công trực tuyến 3, 4 trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế tại địa chỉ https 2 2 gdt gov vn và trên cổng dịch vụ công quốc gia đối với 120 thủ tục hành chính thuế tại địa chỉ https 2 2 gov vn theo đó người dân doanh nghiệp có thể đăng nhập vào một hệ thống để thực hiện các thủ tục hành chính thuế trong đó có thủ tục kê khai thuế giá trị gia tăng khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp quá đơn nhằm đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn đẩy mạnh việc thực hiện thanh toán các khoản thu chi ngân sách nhà nước bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt cho tất cả các đối tượng hưởng phụ cấp trợ cấp và người cung ứng hàng hóa, dịch vụ. Việc thu nộp thuế, phí, lệ phí, phạt vi phạm hành chính đã được thực hiện ủy nhiệm thu qua các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố. Kết quả đến nay 100% các khoản chi lương, phụ cấp trợ cấp, các khoản thu nộp thuế, phí, lệ phí, phạt vi phạm hành chính đều thực hiện giao dịch qua các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố. Đồng thời thành phố còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết tài chính cho người dân, doanh nghiệp, cung cấp thông tin cho người dân hiểu rõ những lợi ích, chi phí, rủi ro cùng phương thức quản lý và sử dụng hiệu quả các sản phẩm dịch vụ để khách hàng hiểu và có thái độ hành vi ứng xử phù hợp trong lựa chọn và sử dụng các sản phẩm dịch vụ. Ngoài ra, các phòng ban trung tâm thành phố, quỹ ban nhân dân các xã phường tổ chức vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thay đổi thói quen từ sử dụng tiền mặt trong thanh toán chuyển sang thanh toán không dùng tiền mặt. Thành phố còn thường xuyên tuyên truyền, lồng ghép các nội dung về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong các chương trình phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan. Cùng với đó, thành phố đã tăng cường tuyên truyền phổ biến, nâng cao hiểu biết, nhận thức trách nhiệm và năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức viên chức và người dân tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, thanh toán trực tuyến, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên hệ thống phát thanh truyền hình thành phố và phường xã. Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng hoạt động cổng thông tin điện tử cơ quan hành chính nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh An Giang chỉ đạo các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trong tỉnh tập trung thực hiện các công việc chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Khi Bộ Giáo dục Đào tạo công bố chính thức quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì các trường trên địa bàn thành phố Châu Đốc đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng nhằm tạo điều kiện để thí sinh tham gia kỳ thi đạt kết quả cao nhất. Hiện các trường đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh vào đại học cao đẳng, nhất là những điểm mới trong kỳ thi. Để phòng chống gian lận thiết bị công nghệ cao, một trong những quy định mới của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay là các vật dụng của thí sinh không để ngay bên ngoài phòng thi như mọi năm mà phải cách phòng thi tối thiểu 25 m. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cũng nêu rõ, đây là quy định buộc phải thực hiện để đảm bảo an toàn cho kỳ thi trên cơ sở đó các địa phương có những chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học cao đẳng sắp tới tiếp tục tổ chức tư vấn cho học sinh trong việc xác định môn thi tự chọn bảo đảm phù hợp với năng lực của học sinh để tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển vào đại học cao đẳng đạt kết quả tốt nhất tổ chức khảo sát việc chọn môn thi của học sinh căn cứ vào kết quả khảo sát chủ động tổ chức các phương án học tập cho học sinh thực hiện đầy đủ kế hoạch dạy học hoàn thành chương trình theo đúng thời gian quy định để học sinh có đủ kiến thức kỹ năng làm các bài thi kiểm tra thường xuyên định kỳ, kiểm tra học kỳ 2 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tập trung ôn tập theo nội dung chương trình sách giáo khoa, chuẩn kiến thức kỹ năng môn học, chú trọng công tác phụ đạo theo đối tượng học sinh, tập trung cho học sinh có học lực trung bình yếu kém. Theo kế hoạch khi có kết quả kiểm tra học kỳ 2, các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên chúc lại danh sách học sinh chưa đáp ứng chuẩn kiến thức kỹ năng của môn học để tiếp tục hỗ trợ các em khắc phục lỗ hổng kiến thức, ưu tiên tăng cường thời lượng để truy bài, rèn các quy luật nhớ và khả năng vận dụng kiến thức ở mức độ thấp, phù hợp với đối tượng học sinh yếu, thường xuyên thông báo cho gia đình học sinh biết về tình hình học tập của học sinh, đặc biệt là những học sinh có học lực yếu kém, học sinh không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đồng thời phối hợp tạo điều kiện tốt nhất cho việc học ôn tập của học sinh bảo đảm việc dạy học, ôn tập kiểm tra, đánh giá đầy đủ các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông, tuyệt đối không để xảy ra tư tưởng, thái độ dạy lệch, học lệch trong quá trình dạy và học, không suy đoán cấu trúc đề thi để tổ chức dạy và học theo sự suy đoán đó. Thời gian tới, Sở Giáo dục Đào tạo sẽ tổ chức khảo sát chuyên môn một số trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố để nắm tình hình dạy học ôn tập, qua đó chỉ đạo kịp thời cho các trường trung tâm dạy học ôn tập theo hướng dẫn mới của Bộ Giáo dục Đào tạo, để kỳ thi đạt hiệu quả, tổ chức ra đề kiểm tra học kỳ 2 chung trong toàn tỉnh ở các môn có thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh các trường trung học phổ thông và học viên trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng dẫn các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên ôn tập cho học sinh sau khi kết thúc năm học 2021-2022 chỉ đạo tổ chức đăng ký dự thi, quản lý hồ sơ đăng ký dự thi và gửi dữ liệu đăng ký về Bộ Giáo dục Đào tạo, chuẩn bị điều kiện và cơ sở vật chất cho kỳ thi. Qua đăng ký dự thi của thí sinh, nắm chắc số thí sinh dự thi có những chuẩn bị tốt nhất trong việc tổ chức kỳ thi cho số học sinh tại thành phố. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị, chủ trì, cụm thi liên tỉnh, điều động cán bộ giáo viên tham gia coi thi, chấm thi, thanh tra thi và các yêu cầu khác cho việc tổ chức kỳ thi liên hệ với đơn vị chủ trì cụm thi và chỉ đạo các trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục thường xuyên họp bàn với cha mẹ học sinh để có những phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho học sinh dự thi về đi lại ăn ở trong những ngày dự thi ở cụm thi tỉnh và liên tỉnh thưa quý vị hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững luôn được hội liên hiệp phụ nữ xã chỉnh tế xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ đó hội có nhiều cách làm hay sáng tạo góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên đồng thời khẳng định vai trò vị trí của tổ chức hội trong các phong trào thi đua của địa phương thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dĩnh Tế đã kịp thời chăm lo thiết thực đến hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, duy trì và phát huy các mô hình hoạt động hiệu quả, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng. Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dĩnh Tế có 54 tổ phụ nữ với 167 hội viên. Phần lớn chị em đều làm nông nghiệp và tham gia buôn bán nhỏ nên cuộc sống khá khó khăn, rất cần sự hỗ trợ về nguồn vốn để phát triển sản xuất. Vì vậy, hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế luôn được hội quan tâm chú trọng để phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế thu hút đông đảo hội viên tham gia hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả ngay từ đầu năm hội liên hiệp phụ nữ xã đã khảo sát phân loại hộ cận nghèo và tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ ở địa phương để có phương án hỗ trợ phù hợp thực hiện đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2022, hội đã hướng dẫn làm hồ sơ hỗ trợ gia vốn 15 triệu đồng cho 5 chị mua bán nhỏ, chăn nuôi từ nguồn quỹ châu Á. Đồng thời các chi hội duy trì 4 tổ hùng vốn không tính lãi. Có 57 thành viên mỗi tháng hùng 200.000 đồng đến 500.000 đồng một người và thành lập mới 2 tổ hùng vốn không tính lãi với 29 thành viên. Thông qua nhiều hình thức tiết kiệm khác nhau, chị em phụ nữ xã Chỉnh Tế đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Bên cạnh, hội cũng đã đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn, tích cực triển khai chương trình gia vốn với ngân hàng, chính sách xã hội giúp cho các hội viên giai phát triển kinh tế. Tính đến nay, hội phụ nữ xã đã quản lý 5 tổ với tổng dư nợ 6 tỷ 234 triệu đồng với 199 hộ giai trong đó có 154 hộ hội viên phụ nữ được giai sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế. Phối hợp ngân hàng chính sách xã hội giải ngân cho 47 hộ với số tiền 1 tỷ 367 triệu 500 ngàn đồng. 100% nguồn vốn dài được sử dụng đúng mục đích. Từ đó, nhiều hội viên được tiếp cận với các nguồn vốn cũng như kiến thức để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình. Cùng với việc hỗ trợ vốn, hoạt động đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chú trọng triển khai thực hiện. Hội phối kết hợp mở các lớp dạy nghề nhằm cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống cho hội viên phụ nữ, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hội viên nghèo, tạo điều kiện để hội viên tiếp cận với vốn việc làm khoa học kỹ thuật, những hoạt động cụ thể thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chính Tế trong hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế đã giúp các hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, dương lên phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống thời gian tới để phong trào thực sự đi vào đời sống và đạt hiệu quả cao hội liên hiệp phụ nữ xã chỉnh tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với các phong trào phát triển kinh tế gia đình tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả để khẳng định vai trò của phụ nữ trong lao động sáng tạo góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương. quý vị và các bạn thân mến chương trình phát thanh hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai xin kính chào tạm biệt